Vừa qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023, trên cơ sở chương trình phối hợp hành động đã được ký kết, các đoàn thể đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng chương trình phối hợp đã đề ra, phân công đầu mối liên lạc một cách thường xuyên, luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công qua đó, tạo ra bước chuyển biến tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp. Trên cơ sở những kết quả tích cực trong công tác phối hợp năm vừa qua, năm 2024, các đoàn thể của tập đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp công tác của năm như: phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tham gia tái tạo văn hóa Petro Việt Nam, đề án chuyển đổi số, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Trưởng ban truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tập đoàn đánh giá cao tính hiệu quả của công tác phối hợp giữa ba tổ chức đoàn thể trong năm vừa qua, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, nhiệt huyết của người giàu khí, củng cố thêm tinh thần một đội ngũ, một mục tiêu, góp phần bồi đắp văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh thương hiệu Petro Việt Nam. Về công tác phối hợp giữa các đoàn thể năm 2024, đồng chí Trần Quang Dũng mong muốn các đoàn thể cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong việc tổ chức các phong trào thi đua, lan tỏa văn hóa Petro Việt Nam đến với người lao động. Các chương trình kỷ niệm 65 năm ngành dầu khí thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng mô hình phát triển đảng viên. Tại hội nghị, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tập đoàn đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chương trình hành động đã được ba đoàn thể thống nhất đề ra.